Xin chào anh em đã quay trở lại kênh của Tuấn Motor nha. Hôm nay Tuấn Motor tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc Rebel 150 nha. Rebel 150 nha, dòng xe có kết nước quật gió luôn, cộng biến nhiệt luôn. Xe đẹp nha anh em, màu đỏ đen xe rất là đẹp luôn. Tiếng máy rinh. Xe này máy chưa có mở chưa làm gì rất là đẹp luôn. Anh em nào mua thì liên lạc cho em, số điện thoại là 0369 669 659. Hoặc tới cửa hàng, địa chỉ em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Để xem xe nha. Rebel 150 dòng xe hai máy có kết nước cộng biến nhiệt luôn. Xe còn rất là đẹp luôn. Anh em xem nhớ bấm like giùm em nha, nhớ bấm like giùm em. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh đi, tiếp tục đăng ký kênh đi. Để theo dõi nhiều video sau hơn, em sẽ đưa lên nhiều xe rất là đẹp cho anh em. Cho anh em tham khảo, thích mua xe gì thì mua. Anh em xem nhớ xem video và nhớ bấm like nha, bấm like giùm em nha, để ủng hộ em nha. Còn anh em nào muốn mua xe gì thì Rebel 125, 150, 170 đều có hết. Bên em rất là nhiều xe, địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh em muốn mua xe gì thì tới cửa hàng em mua, hoặc liên lạc cho em số điện thoại là 0369 669 659 để được tư vấn nha. Đây là Rebel 150 nha. Rebel 150, dòng xe có kít nước, quật gió cộng biến nhiệt luôn, xe còn rất là đẹp. Máy móc hầu như là nguyên rinh, chạy rất là êm. Tiếng bô nổ rất là lực nha, rất là ấm, rất là lực. Ở trong mẫu xe này là rất là đẹp, dáng xe rất là đẹp, dáng này chạy xa rất là tốt luôn, tư thế ngồi nó rất là thoải mái, nó không có gây sự mỏi lưng, chạy ra đường trường rất là đàm luôn. Dòng xe này có kính nước, quạt gió cảm biến nhiệt nên đi xa nó rất là tốt, nó ít nóng máy hơn. Mẫu này nó rất thích hợp cho nhiều lứa tuổi nha. Nhiều người, mẫu này nó không có cao không, mà nó không có thấp không. Mẫu này gọi là mẫu trung nha. Mẫu này rất là nhiều người ưa chuộng luôn. Vì mẫu này là anh em ngồi nó rất là thoải mái luôn. Dòng xe Rebel 150 là rất nhiều người rất ưa thích. Cái mẫu phân khối nó rất là hợp lý. Nên rất là nhiều, được rất là nhiều người thích luôn. Alo. Alo. Thì về rồi, đang có ông kia đang xem nè anh. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Thì B 170 ha. Không biết ông kia có xem, không biết khi nào anh lên gái. Dạ. Chưa có anh. Có thì Rebel 150 nữa đó. Nên tiện nó còn chiếc 150 còn đẹp lắm. Còn giá nó 41 rồi. Dạ ok. Mẫu 150 là mẫu rất là đẹp nha. Mẫu này tư thế ngồi chạy nó rất là thoải mái luôn. Mà nó rất là nhẹ, tiếng máy đầu nó nổ tiếng rất là hay, rất là ấm luôn. Mà nó lực.
Anh em nhìn cái mẫu mã này thấy rất là đẹp không? Rất là đẹp. Tấm nó có kích nước hoặc gió còn bấy nhiệt luôn đó. Rồi anh em xem nhớ bấm like nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha. Để theo dõi video sau. Rồi xin chào tạm biệt hết cho anh em nha.